Tin liên quan, cả trăm người đi xem một con cá, nổi lên lại chìm xuống. Câu chuyện nghe có vẻ là nhưng lại hoàn toàn không là so với đời sống. Tâm linh và trình độ dân trí quá thấp của một xã hội mà vẫn còn ở trạng thái mông muội vì bị thế giới bỏ lại khá xa trên con đường tri thức và văn minh. Khi mà nhận thức của người dân còn thấp, đời sống vật chất vẫn còn thiếu thốn, ắt hẳn người ta không có đủ tri thức và lý tính để có đời sống về mặt tinh thần lành mạnh, đúng đắn và đảm bảo ở một nền tảng khoa học nhất định. Nghệ An và Thanh Hóa là hai tỉnh đông dân và cũng có diện tích lớn nhất cả nước. Nhưng hai tỉnh này cũng là những tỉnh nghèo với nhiều vùng sâu, xa, có nhiều sắc tộc khác nhau. Có những nơi, như ta đã biết, trẻ em sinh con thứ ba không được đến trường mầm non, hoặc nếu muốn khai sinh phải đóng vài triệu đồng, hay chuyện có xa cả họ làm quan, rồi chuyện khi người hỗ trợ, từ thiện, những người bị lũ lụt vừa rời khỏi địa phương thì lãnh đạo xã đã đến từng nhà yêu cầu dân nộp lại gần một nửa hoặc có nơi gần như toàn bộ số tiền được giúp. Không chỉ ở hai tỉnh này, mà hầu hết các tỉnh, thành khắp cả nước, mức sống thấp và nếp sinh hoạt cộng đồng dân cư, theo lề lối làng xa và phong tục kiểu phong kiến, những tập quán cổ hủ, lạc hậu còn rất nhiều và khá phổ biến. Ở ngay sát thủ đô hoặc kế cận những thành phố lớn trực thuộc trung ương cũng không tránh khỏi những tình trạng người dân cư xử với nhau như còn ở cái thời nguyên thủy sơ khai trong một bộ lạc, bộ tộc nào đó, thực rất lấy làm lo lắng và kể cả là sợ hãi. Với một nền tảng dân trí như thế, mà xã hội thì ngày càng tha hóa về mặt đạo đức cũng như không coi trọng luật pháp trong hành xử, dùng mọi thủ đoạn để giành giật lợi ích sinh tồn, sẵn sàng hãm hại nhau để đạt mục đích kiếm trác cho bản thân, thì làm sao có đủ tâm hồn, phẩm giá và trí tuệ để sống một đời sống tâm linh tốt đẹp và tử tế. Và những con người không đủ tri thức, không được giáo dục bài bản, không sống trong một môi trường về đạo đúng nghĩa, cũng như sự nghèo nàn về đời sống kinh tế, sẽ dẫn đến sự mê muội về mặt tín ngưỡng, rất dễ tin và cũng rất cả tin, luôn bấu víu vào những thành phẩm của trí tưởng tượng như thần linh, thánh Phật hoặc bất cứ sinh vật, đồ vật nào đó có thể để làm điểm tựa trong trí não mông muội và nông cạn của những con người này. Dân trí quá thấp nên đời sống về đạo, về tâm linh, về tín giáo, về lễ cúng trở thành những trò lố bịch đến mức làm trò cười cho thế giới văn minh. Nực cười hơn nữa, đứng trước cảnh dân chúng kéo nhau đến xem một cách thích thú, có những kẻ mang hoa quả, hương nhang đến khấn vái, chính quyền xã lại tính tổ chức một cuộc họp để xem xét tình hình. Giả như đang họp, con cá kia bỏ đi hoặc lăn ra chết bất thình lình, xã sẽ quay ra họp để xử lý và giải quyết hậu quả của nó. Trong cuốn Một Người Quốc Dân, tôi đã viết rất rõ ràng về vấn đề này. Đó là đất nước lắm thánh thần, tôn giáo nhưng lại thiếu niềm tin. Và khi con người không đủ trình độ thì sẽ bị lợi dụng bởi những trò tín ngưỡng, ma giáo hoặc những sinh hoạt tâm linh lệch lạc, man di. Tín ngưỡng hay tâm linh mà không có sự sáng suốt trong nhận thức thì nó sẽ trở thành thứ báo hại con người, làm u mê và loạn lạc xã hội vì mất đi phương hướng. Mà rõ là trong cuộc sống họ sống lưu manh, gian trá, đối đãi với nhau rất mất nhân tính và vô đạo. Thế nhưng người ta lại luôn tìm đến thánh thần, thần Phật để cầu xin những điều tốt đẹp hoặc những giá trị lợi ích cho đầy túi tham và cái lòng dạ gian tham mà đầy tội lỗi của họ. Chẳng trách sao, đối với nền tảng dân trí, nhận thức của đa phần dân chúng như thế này, thì dân chủ và văn minh luôn là những thứ vừa xa lạ lại vừa nguy hại đối với những tâm trí u mê kia. Thực là cám cảnh và bất hạnh cho một xã hội. Người dân mang cả hoa quả, bánh kẹo, nhang đến cúng cá trên bờ ảnh đờ hoàng trên tuổi trẻ FBKA Bạch Hoàn. Chuyện là, ở một xã nọ thuộc tỉnh Nghệ An có một con mương nho nhỏ. Dưới con mương có dòng nước nho nhỏ. Trong dòng nước có một con cá nho nhỏ, chừng 2 kg. Theo chính quyền xã, lần đầu tiên ở địa phương có hiện tượng cá xuất hiện trùng vào dịp nghỉ lễ. Thật là một hiện tượng thiên nhiên kỳ thú. Ba hàng trăm người dân đã hiếu kỳ, lũ lượt kéo nhau đến xem con cá với hành động kỳ lạ, nổi lên rồi chìm xuống. Thậm chí, nhiều người mang trái cây, bánh kẹo, nhang đèn ra hiện trường để cúng cá.
ba bởi vậy mà lại thành chuyện to to, chuyện to đến mức chính quyền xã dự kiến phải họp để tìm giải pháp ổn định tình hình. Ba tóm lại là một con cá nho nhỏ, với một hành động nhỏ, nhỏ, nổi lên rồi chìm xuống, mà có thể tạo ra ảnh hưởng to to vì những cái đầu to to nhưng bộ óc lại nho nhỏ. Ba hành động của người dân và chính quyền xã thật là một hiện tượng thiên nhiên kỳ thú. Ba.